Dạ vâng, em Thức Tín xin kính chào các bác. Trong video của ngày hôm nay, em giới thiệu tới các bác về chiếc đồng hồ cây 16 gông của thương hiệu Howard Miller. Vâng, chiếc đồng hồ cây này thì cũng thuộc phiên bản nằm trong bộ sưu tập đại sứ của thương hiệu Howard Miller các bác nhé. Vâng, chiếc đồng hồ cây này thì sở hữu kích thước khá là lớn và trông rất là bề thế và đẳng cấp các bác nhé. Vâng, nó sở hữu cỗ máy 16 gông của thương hiệu Kienzer, cỗ máy chơi 3 bản nhạc, đó là bản Westminster, bản Ave Maria và bản Beethoven số 9. Vâng, chiếc này thì có cái chiều cao khá là lớn các bạn, có chiều cao lên tới 2m29. Đó là những cái thông số tổng quan về cái chiếc đồng hồ cây này. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào đánh giá chi tiết cũng như là quay từng chi tiết của cái chiếc đồng hồ để các bác theo dõi các bác nhé. Vâng, chiếc đồng hồ cây này thì có mã số là HVK 807. Vâng, chiều cao là 2m29, chiều ngang là 70 và chiều dày là 41cm. Vâng, đương nhiên rồi, chiếc này thì sở hữu cỗ máy Kienzer, cỗ máy KSU 63 các bác nhé, cỗ máy 16 gông 16 búa chơi 3 bản nhạc và nó có chế độ là tắt chuông điểm giờ, tắt chuông điểm nhạc và chế độ là tự động tắt chuông đêm. Vâng, chiếc đồng hồ cây này thì bên em niêm yết mức giá 63 triệu và nó sẽ được bảo hành lên tới 5 năm cũng như là sẽ bên em sẽ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho các bác. Vâng, chiếc đồng hồ cây này sẽ được bên em vận chuyển miễn phí tới tại nhà các bác và sẽ hướng dẫn cũng như là bàn giao tại nhà cho các bác, thì các bác yên tâm về dịch vụ đối với chiếc đồng hồ cây này các bác nhé. Và thiết kế theo kiểu dáng mái vòm và phía trên thì có những cái họa tiết hình hoa lá rất là đẹp mắt. Đây, em quay gần để các bác nhìn cái họa tiết này. Họa tiết hình chiếc lá. Hai bên là hai cái tấm gỗ trang trí và cái tấm gỗ được làm từ gỗ nu vân mây. Đấy, gỗ nu vân mây đây các bạn. Và chiếc đồng hồ cây này sở hữu màu nâu cánh gián rất là đẹp mắt các bạn. Ở ngoài thì cái độ mới của cái chiếc đồng hồ cây này lên tới 98% và trông nó như là mới các bạn. Phía bên trong, phía bên hông này đây, cánh cửa lùa để nhìn cũng như là quan sát cái cỗ máy. Cỗ máy nhé, KSU, cỗ máy 16 gông ấy. Thì lát nữa em sẽ quay chi tiết phần máy để các bạn theo dõi. Còn phía hông này là cái tấm kính mài vát bốn cạnh và trông rất là trong trẻo các bạn. Rồi, hai bên ở đây là hai cái thức cột với những họa tiết hình chiếc lá đây. Từng cái chi tiết này được làm rất là cẩn thận và rất là chỉnh chu. Rồi, đi xuống phần chân đế cũng rất nhiều họa tiết các bạn nhé. Đây, cái phần dưới cùng này, cái phần chân dưới cùng họa tiết. Phía trên cũng thế, đôi bên thức cột cũng rất nhiều họa tiết được đục chạm thủ công bằng phương pháp đục hạ nền các bác nhé. Các họa tiết trong phân khúc cao cấp và đặc biệt là trong những cái phiên bản đặc biệt, phiên bản tổng thống hay là phiên bản đại sứ các bạn, thì từng chi tiết cũng cả vỏ cũng như là cỗ máy thì đều rất là chăm chút và được làm rất là cẩn thận các bác nhé. Vâng, nó được làm theo tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn thế giới rồi. Nên là chiếc đồng hồ cây này khi xuất xưởng thì nó rất là đẹp. Và đặc biệt là bên em lựa chọn những cái chiếc đồng hồ cây này ngay từ đầu nguồn nhập. Những chiếc đồng hồ cây mà nó đẹp nhất và nó chất lượng nhất. Vâng, tuy nhiên là những chiếc đồng hồ cây này đã qua sử dụng rồi. Nó cũng không tránh khỏi một vài cái dấu vết thời gian. Hoặc là những cái dấu vết là do người chủ cũ người ta sử dụng các bác nhé. Vâng, tuy nhiên là nó nhiều và ít thôi. Còn đối với chiếc đồng hồ cây này thì rất là ít và trông nó như là mới. Các bạn có thể thấy ấy, cái bản lề này, bản lề còn nguyên bản. Ở đây nó có ba cái bản lề các bác nhé, ba cái bản lề. Vâng, và đây là khóa của cái chiếc đồng hồ cây này. Đây, các bạn thấy những đường vân gỗ này còn nguyên và trông ở ngoài nó rất là mới. Và để mở cánh cửa này ra thì đây chính là cái tem của thương hiệu Howard Miller và cái chiếc đồng hồ cây này có model là 610877. Còn đây là cái tem của
cửa hàng bán cái chiếc đồng hồ cây này các bác nhé. Tem của nước ngoài trông cũng rất là đẹp ạ. Em thấy rất là đẹp, rất là sắc nét. Bộ ba quả tạ đây, bằng đồng mạ vàng, còn rất là mới. Phía dưới là con lắc đàn. Đây, con lắc đàn hoa văn họa tiết. Đối với dòng đồng hồ cây thì em thấy là cái con lắc đàn nó đung đưa rất là nhẹ nhàng, thư thái các bác nhé. Đó, rất là nhẹ nhàng, thư thái. Và cảm giác cái nó thoải mái, nó xả stress hơn rất là nhiều. Vâng, so với dòng đồng hồ treo tường thì con lắc của đồng hồ cây nó dao động, nó nhẹ nhàng, nó từ tốn hơn rất nhiều. Cảm giác là nó rất là thư thái. Và đây là các chiếc đồng hồ cây đang điểm chuông đấy các bạn. Vâng, đây là khắc 2 giờ chiều. Và ở đây thì chiếc đồng hồ cây này cũng sắp điểm chuông 3 giờ chiều. Và các bác quan sát cái bộ phận là mặt số của chiếc đồng hồ cây này các bác nhé. Mặt số rất là mới và nó ít cái vết xước các bạn. Đây là phiên bản Esparador và nằm trong bộ sưu tập đại sứ của thương hiệu Howard Miller đấy các bạn. Mặt số thì rất là đẹp, các họa tiết đây rất là dày dặn, rất là rõ chữ này, Howard Miller Esparador. Và ở cái nịch tuần trong này thì nó có cái hình ảnh đồng quê và hình ảnh mặt trời tượng trưng. Vâng, đây em đang để khắc 3 giờ thì nó không di chuyển các bác nhé. Nếu các bác muốn di chuyển thì các bác sẽ phải quay đến vào buổi sáng, ví dụ như quay vào hướng 8 giờ hay 10 giờ ấy, thì nó sẽ quay được cái này. Vâng, một cái chi tiết nhỏ các bác cẩn thận nhé, các bác lưu tâm cho em để khi bác sử dụng thì nó không bị hóc hay là không bị lệch các bác nhé. Nếu cần thiết thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho bên em để hướng dẫn chi tiết cho các bác, kể cả những bác đang sử dụng đồng hồ cây. Vâng, hoặc là có thể mua bên em hay là không mua bên em thì bên em cũng đều tư vấn hướng dẫn sử dụng, và cần thiết thì bên em sẽ tới kiểm tra cũng như là sẽ sửa chữa hay là bảo hành cho các bác. Rồi, bộ phận máy nó thể hiện trên tem của trên cái cần gạt này. Đó, đây là bản chơi bản nhạc Westminster, bản Ave Maria và bản Beethoven, chế độ là tắt chuông hoàn toàn. Vâng, ở đây là có cái chút vết xước các bác nhá, vết xước sợi tơ. Và nhìn gần thì nó rõ nhưng nhìn xa thì sẽ không thấy gì. Còn phía bên trên, phía bên bên cạnh này, đây cần gạt thể hiện là có chế độ là tắt chuông điểm giờ và chế độ night off, tức là chế độ là tự động tắt chuông đêm. Và chiếc đồng hồ cây đang tự động tắt chuông đêm từ 10 giờ đêm tới 7 giờ 15 sáng các bác nhé. Còn bây giờ mình sẽ em sẽ mở cái cánh cửa lùa này ra để các bác theo dõi được cái cỗ máy bên trong này. Còn cánh cửa lùa em để xuống dưới này, dưới đất này. Và đây là các bác nhìn cái cỗ máy ở bên trong đây, cỗ máy 16 gông. Đó, rất là nhiều gông ạ. Phía bên này là 12 gông cơ. Rất là nhiều nốt. Đây, gông đây. Cái gông của cái chiếc đồng hồ cây này rất là ngân vang nhá, có độ ngân rất là sâu. Đây là vách của cỗ máy đấy, vách 3 đồng xu. Trên vách được chuyện thương hiệu Howard Miller, và phía bên 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 hông bên kia là cỗ máy MSU 13 cùng các KSU 63 các bạn. Vâng, cùng các thông số kỹ thuật. Vâng, máy to này, máy lớn này các bạn nhé. Vâng, cỗ máy này được bên em theo dõi rất là cẩn thận rồi. Bây giờ nó đang hoạt động ổn định và rất là chính xác. Bên em sẽ bảo hành 5 năm cũng như là sẽ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho các bác nhé. Và bây giờ em sẽ test chuông chiếc đồng hồ cây này.
và đó là bản là Ave Maria, bản F Beethoven. Bây giờ em chuyển sang bản là Ave Maria. Vâng, em xin cảm ơn tất cả bác đã theo dõi video này và em xin hẹn gặp lại tất cả bác trong những video tiếp theo của bên em. Em xin chào các bác.